Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn mẫu nhà cấp 4 có chi phí đầu tư thấp, tầm trên 100 triệu. Mẫu nhà này mình thiết kế có bề ngang là 5m. Chiều dài của ngôi nhà này là 14m. Ngang thì 5m, rồi dài thì 14m. Chiều cao của ngôi nhà này là tầm 5m8. Nếu tính từ vị trí đất nền luôn là 6m3. Mặt trước của ngôi nhà này thì mình có dán gạch. Cái phần này thì là cái phần xeno, tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà. Phía trước thì mình có để một cái họa tiết trang trí. Cái phần xeno thì mình cũng có làm hai cái phào chỉ để tạo thẩm mỹ. Cái phào chỉ phía dưới thì mình cũng làm để mà cho nước mưa nó không có ngấm vào phía cái phần đáy của xeno này. Phía bên dưới thì có một cái khung này, kiểu như là cái khung thông gió. Ngôi nhà này có thiết kế là cửa là rộng là 2m7. Cao là 2m4. Chiều cao 2m4 thì nó cũng vừa với cái kích thước của ngôi nhà này. Tại vì cái chiều rộng của ngôi nhà này thì chỉ tầm 5m thôi. Thiết kế cửa ở đây là cửa hệ kéo. Cửa này mình để nó bị ngược à. Sửa lại để mình bấm sale. À, thế là cái cửa mình nằm đúng vị trí rồi. Phía bên đây là cái phòng khách. Phòng khách thì mình bố trí là một cái bàn, bộ bàn ghế, một ghế dài và hai ghế nhỏ, và một bộ bàn và một cái đôn. Đây thì mình bố trí một cái tủ tivi. Phía trên đây thì có những cái tấm tranh treo tường. Ở đây thì mình thiết kế bậc tam cấp. Bậc tam cấp thì rộng là 250, cao là 180. Với chiều rộng chiều cao này thì mình đi lên xuống thì nó rất là thuận tiện. Nếu mà mình mang giày cao gót thì vẫn đi được một cách an toàn, rất là thoải mái. Phía bên hông ngôi nhà này thì mình bố trí 4 ô cửa sổ.
Cửa sổ này kích thước là rộng là hơn 1 mét, khoảng 1 mét 1 á, cao là 1 mét 6 á. Từ dưới mặt đất mà đi lên tới cửa sổ này là tầm 8 tấc. Đây là mặt sau của ngôi nhà. Mặt sau ngôi nhà này thì mình chỉ bố trí một cái cửa cửa sau thôi, cửa hậu. Cửa hậu thì rộng là tầm 8 tấc, cao tầm 2 mét 2. Ở đây thì mình sẽ bố trí một cái bậc tam cấp để mà đi lên xuống nữa, ngay chỗ này. Còn mặt hông bên đây thì chỉ có 3 ô cửa sổ thôi. Về phần mái của ngôi nhà này thì thiết kế là mái tôn sờ gồ, thì có thể là dùng là sờ gồ gỗ hoặc là sờ gồ bằng thép. Khoảng cách của các sờ gồ với nhau là tầm 7 tấc. Các sờ gồ cách nhau là tầm 7 tấc. Mình sờ gồ kích thước là 40 nhân 80. Thì ngôi nhà này thiết kế là gồm một cái phòng khách, thì bề ngang là 5 mét, nhân cho chiều sâu là tầm 3 mét 5. Thì cái phòng khách của mình nó rộng tầm 18-19 mét vuông. Còn đây là hai cái phòng ngủ, trước là 3 mét 3, đây là 3 mét, khoảng 3 mét 5 á. Thì phòng ngủ mình có diện tích là tầm 12 mét vuông. Hai phòng ngủ, mỗi phòng là diện tích là 12 mét vuông, thiết kế theo tiêu chuẩn luôn á. Cái bề rộng của cái hành lang này, cái lối đi này là 1 mét 250, khá là rộng, rất là thông thoáng. Thì từ phòng khách vào á thì đây, phòng khách mình đi vào và qua hai cái phòng ngủ rồi tới cái khu bếp. Khu bếp ở đây thì mình có thể bố trí một cái kệ bếp. Đây mình cũng chưa có thiết kế cái kệ bếp. Đây mình có thể thiết kế một cái kệ bếp nhỏ ở đây.
Thể bố trí một cái kiểu bếp ở đây thì nhà này thì mình có thể thiết kế cái nhà vệ sinh thì ở phía ngoài, thiết kế nhà vệ sinh ở phía ngoài thì nó sẽ thông thoáng hơn, thuận tiện hơn, dễ cái xử lý hơn. Rồi. Giờ mình nhìn lại cái tổng thể của ngôi nhà. Ngôi nhà này thì rộng là 5 mét, dài là 14 mét, chưa tính cái bậc tam cấp này. Cái phần máng nước nó nhô ra là tầm 1 mét. Vậy là kích thước tổng của ngôi nhà này là dài tầm là 15 mét, rộng 5 mét. Ngôi nhà này thích hợp cho một gia đình ở tầm 3 đến 4 thành viên. Xung quanh thì mình có thể đổ bê tông thì nó le ra tầm 1 mét, để cho nước mưa nó đừng có bắn lên tường. Từ nền cao lên cũng tầm 540 thì cũng gần 5 tấc tư thì nó cũng khá là cao à. Thì cái mực nước ngầm nếu mà ở vùng miền Tây đâu đó thì nước ngầm nó sẽ không có ngấm lên trên tường được. Mình sẽ đổ một cái cây đà ở phía dưới này để mà ngăn cách mực nước ngầm với tường. Rồi mình nhìn về phía mặt trước của ngôi nhà, mặt tiền á, phía trước mình ốp gạch hết, rất là sạch sẽ, rất là sáng. Mình cho cái hiệu ứng bóng vô này đó, ngôi nhà của mình thì nó rất là sáng. Thì khi xem video này nếu mà các bạn thấy hay thì hãy để lại một comment, một like hoặc là một cái lời nhận xét góp ý để mình hoàn thiện những video tiếp theo hơn. Xin cảm ơn các bạn.